Trịnh Sảng bất ngờ được khen ngợi sau thời gian lặn mất tăm hậu Dính Phong Sát. Mặc dù không trực tiếp xuất hiện trước công chúng nhưng Trịnh Sảng vẫn được khán giả nhắc tới thường xuyên. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với chủ đề đề cử đóa hoa nhài trắng thuần khiết duy nhất của showbiz. Điều bất ngờ là cái tên Trịnh Sảng lại một lần nữa được tái xuất. Danh sách còn có sự góp mặt của hàng loạt mỹ nhân đình đám như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Mã Tư Thuần, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu như không có bê bối đời tư thì Trịnh Sảng giờ sẽ là top tiểu hoa 90 của showbiz. Dù đã bị xóa sổ khỏi giới giải trí 2 năm nay nhưng nhan sắc của Trịnh Sảng luôn được nhắc đến như một biểu tượng vì đường nét tổng thể hài hòa, nụ cười ngọt ngào hợp thị hiếu đại chúng. Nhưng đáng tiếc, bê bối đời tư đã khiến nữ diễn viên tự đánh mất sự nghiệp đang ở thời đỉnh cao. Kể từ sau loạt bê bối mang thai hộ, bỏ con, trốn thuế, Trịnh Sảng bị phong sát và gần như lặn mất tăm trong làng giải trí hoa ngữ. Nữ diễn viên sang Mỹ để giành quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng nhưng thua kiện. Sau đó, cô quyết định ở lại nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đăng hình ảnh về cuộc sống mới. Người đẹp yêu em từ cái nhìn đầu tiên từng chia sẻ cảm thấy bớt áp lực khi rời showbiz, sống ở nơi đất khách có ít người nhận ra cô. Trịnh Sảng nuôi một cún cưng ở Mỹ. Cô nỗ lực học tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống bản địa. Song song với đó, nữ diễn viên theo học khóa nuôi dạy trẻ, tham gia trị liệu tâm lý với chuyên gia theo yêu cầu từ tòa án. Trịnh Sảng sinh năm 1991, là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc với các bộ phim như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Hạ chí chưa đến. Năm 2021, cô nhận hình phạt cầm sóng vĩnh viễn, bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi vướng scandal trốn thuế, nhờ người mang thai hộ và bỏ rơi con sinh đôi.